Bây giờ là những thông tin thời tiết đáng chú ý cho các tỉnh thành Nam Bộ. Xin chào chị Phương Ly. Cập nhật tình hình mưa dông ở Nam Bộ ngày hôm nay như thế nào rồi ạ? Dạ vâng ạ, một số nơi thì đã có mưa ngay từ đầu giờ chiều nay đấy ạ. Quan sát trên ảnh radar thì có thể thấy là mưa lác đác tại An Giang, Sóc Trăng, Tiền Giang, Bà Rịa Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và ở Tây Ninh. Trong tối và đêm nay thì dự báo là trời chủ đạo sẽ là tạnh ráo mát mẻ. Nhiệt độ thấp nhất tại thành phố Cần Thơ, Cao Lãnh, Châu Đốc, Rạch Giá và các nơi khác phổ biến với mức nhiệt là 24 đến 28 độ C. Dự báo đến chiều tối mai thì những cơn mưa dông vẫn sẽ xuất hiện rải rác ở cả miền Tây và khu vực miền Đông Nam Bộ. Cục bộ sẽ có các điểm mưa vừa, mưa to với lượng là từ 25 cho đến 50mm. Quý vị chúng ta cần phải đề phòng trong cơn dông dễ xảy ra các hiện tượng cực đoan như là gió giật mạnh và lốc sét gây nguy hiểm. Trước khi có mưa thì sáng và trưa thì trời vẫn sẽ có nắng, như tại Cần Thơ, cảm giác sẽ nóng rõ. Nhiệt độ cao nhất vào đầu giờ chiều là 33 độ C. Đến chiều tối thì mưa xuất hiện, kèm với đó là dông gió mạnh. Tới 19 giờ thì mức nhiệt hạ dần xuống còn 29 độ C, lúc này trời đã mát. Không chỉ Cần Thơ mà hầu khắp Nam Bộ ngày mai đều nắng mạnh. Nhiều nơi nắng nóng với mức nhiệt là 35 độ C, như tại Biên Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, Vĩnh Long, Tây Ninh, Cao Lãnh và Châu Đốc. Còn lại các nơi khác, mức nhiệt phổ biến là từ 32 đến 34 độ C, trời nóng từ 12 đến 15 giờ. Nam Bộ nắng mạnh và nóng như vậy, điểm đến với khí hậu mát mẻ như là núi Bà Đen, Tây Ninh thì rất được du khách ưa chuộng để có thể giải nhiệt. Cuối tuần này thì lễ Vía Bà, lễ hội lớn nhất trong năm của người dân Nam Bộ sẽ được tổ chức tại núi Bà Đen với rất nhiều nghi lễ truyền thống và các chương trình nghệ thuật độc đáo. Đặc biệt là vào tối thứ Bảy, ngày 8 tháng 6, lễ dân đăng lớn nhất từ trước cho đến nay sẽ được tổ chức trên đỉnh núi để có thể mừng ngày lễ Vía Bà. Với con số kỷ lục là 55.000 ngọn đăng, đây sẽ là một trải nghiệm văn hóa tâm linh độc đáo tại ngọn núi cao nhất Nam Bộ. Quý vị và các bạn có kế hoạch ngoài trời tại thành phố đảo Phú Quốc thì cũng nên ưu tiên thực hiện vào buổi sáng khi mà trời nắng ráo. Nhiệt độ cao nhất ngày mai 32 độ C. Lưu ý là về chiều tối thì dự báo có mưa dông. Về thời tiết biển, khu vực biển từ Bình Thuận xuống đến Cà Mau, Kiên Giang, dự báo trong đêm nay và ngày mai gió ở đây cấp 4, cấp 5, trời ít mưa,